Nhằm tăng cường quảng bá kết nối nông sản và du lịch nông nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Agritrade đã tổ chức tọa đàm hợp tác đầu tư xúc tiến thương mại với thành phố Gojang, Hàn Quốc. Theo ban tổ chức, thành phố Gojang là khu vực ngoại ô nằm xung quanh Seoul, có nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến nông sản và thực phẩm rất phát triển. Ngoài ra, đây cũng là nơi có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kết nối du lịch với nông nghiệp, du lịch với nông thôn. Do đó, sự kiện xúc tiến thương mại này là dịp để hai bên gặp mặt, trao đổi và thống nhất một số nội dung hợp tác cũng như hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc có cơ hội giao thương, trao đổi hợp tác trực tiếp, quảng bá kết nối nông sản và du lịch nông nghiệp hai nước. Được biết, những năm gần đây, Việt Nam đã đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Hàn Quốc nhờ lợi thế từ Hiệp định Thương mại Tự do VKFTA. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam sang thị trường này năm 2023 đã tăng gấp 3 lần so với năm 2010, chiếm 5% trong tổng giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản của Hàn Quốc. Những hoạt động xúc tiến thương mại sẽ là những động lực quan trọng để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc.